Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Việt Vietjet không đủ chiều sâu để hiểu niềm hân hoan trước U23. Vietjet đã không đủ tinh tế tinh thần và chiều sâu văn hóa mà hiểu rằng niềm hân hoan của gần 100 triệu người Việt đâu chỉ là một giải cầu, đó là niềm tin về một giới trẻ sạch sẽ và cao thượng kiên cường. Sáng ngày 28 tháng 1, Vietjet đã dành riêng một chuyên cơ chở các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam trở về sau trận chung kết lịch sử. Ngay sau đó, dư luận dậy sóng khi những hình ảnh nhiều người mẫu diện bikini uốn néo chúc mừng chụp hình bên các cầu thủ quá phản cảm. Hình ảnh này xuất hiện trên chuyên cơ riêng dành cho các cầu thủ U23 của Vietjet. Vì vậy, không ít ý kiến phản đối, hãng hàng không này bình luận về câu chuyện này. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tinh tế và Chính sách đã có bài viết. Vietjet không đủ linh hoạt và quyết đoán để điều máy bay của mình làm chuyên cơ đưa đoàn tuyển thủ U23 Việt Nam trở về, đó là lợi thế của một hãng tư nhân. Hình ảnh tàu bay Việt từ từ lăn bánh đi qua cổng chào, làm bằng hai vòi rồng phun nước giữa sân, đẹp đẽ vô cùng và bất cứ một hãng hàng không nào cũng phát ngẹn vì ghen. Vào cái giờ khác, hầu như tất cả mọi người Việt đều đang dán mắt vào màn hình với trái tim phập phòng. Nhưng sau đó mấy hình ảnh các cô gái trắc phấn son rượu rã, uốn éo, thể hiện sự vinh danh hay bộc lộ niềm vui của hãng cho các chàng trai mạnh mẽ, tinh khiết, trong trẻo, niềm hy vọng, ngỡ ngàng về một thế hệ mới điềm tĩnh, kỷ luật, chuyên nghiệp đến kinh ngạc thì người ta bỗng hiểu ra Việt Z không hề thuộc về thế hệ đó. Việt Z đã không đủ tinh tế, tinh thần và chiều sâu văn hóa mà hiểu rằng niềm hăng hoang của gần 100 triệu người Việt đâu chỉ là một giải cầu đó là niềm hăng hoang của một dân tộc hiểu rằng họ vẫn còn có tương lai vì họ đang chứng kiến một giới trẻ sạch sẽ và cao thượng, kiên cường xả thân dưới mưa tuyết trong cái lạnh chưa từng ném trải nơi đất khách mà chỉ mỉm cười khiêm nhường khi trở về trong vòng tay vỡ hòa của đất mẹ. Việt Z đã tự tạo ra một khủng hoảng truyền thông vì lối nghĩ rẻ tiền, cách hành động lạc lõng của mình, đó là sự lạc hậu mang tính thế hệ, thế hệ bề rạc rượu rã mà người Việt không muốn thấy nơi các thiên thần yêu dấu của họ. U23 Việt Nam chính thức đăng quang trong lòng người dân Việt, không còn Mỹ từ nào để dành tặng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Lần đầu thi đấu trong môi trường khắc nghiệt, trước đối thủ quá mạnh và bị dẫn trước từ sớm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Bát Hang So đã có bàn gỡ hòa và kéo U23 Ubikitan đến hai hiệp phụ. Trận đấu có vẻ như sẽ bị hoãn khi tuyết rơi dày đặc mặt sân. Tuy nhiên đến phút chót, cầu thủ hai đội vẫn ra sân với một trái bóng màu vàng. Việc thi đấu ở điều kiện thời tiết như thế này rõ ràng là một bất lợi quá lớn đối với các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi trong đội hình ra sân này có những cầu thủ còn chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Việc thay đổi trọng tài bắt chính của trận đấu cũng khiến cổ động viên Việt Nam an tâm hơn phần nào. Bước vào trận đấu, mặt sân vẫn phủ kín tuyết, nhưng điều này không khiến hai đội giảm nhiệt, khi bước vào trận đấu, Ubikitan kiểm soát nhiều bóng hơn. Nhưng các cầu thủ Việt Nam tranh chấp quyết liệt để phản công. Như chưa quen được với mặt sân dày tuyết, các cầu thủ trên sân thường xuyên trượt ngã. Bàn thắng bất ngờ đến sớm với Ubikitan trong một tình huống cố định ở phút thứ 8 của trận đấu, sau pha đá phạt góc Hậu vệ Asuma to bay người đánh đầu, mở tỷ số cho Ubikitan. Đây không phải lần đầu tiên U23 Việt Nam bị dẫn trước ở giải đấu này. Mỗi khi bị dẫn trước, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam lại tăng lên, và ở trận đấu này cũng vậy, sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn điềm tĩnh và cầm bóng chắc hơn, tổ chức nhiều pha bóng uy hiếp khung thành đối phương hơn. Việc gây sức ép đã khiến các cầu thủ Ubikitan không giữ được bình tĩnh và thường xuyên có các pha phạm lỗi, dẫn đến phải nhận thẻ vàng. Trên hàng công các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu có đường nét bao nhiêu thì ở chốt trận cuối cùng, thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng thi đấu xuất sắc bấy nhiêu. Trong trận đấu này, Tiến Dũng vẫn có những pha ra vào hợp lý và những pha đổ người không tưởng cứu thua cho U23 Việt Nam. Phút thứ 24, trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu để ban tổ chức cho người vào cào tuyết. Trận đấu bắt đầu ngay sau đó. Với những pha rằng co của cầu thủ hai đội ở khu vực giữa sân, mặc dù dẫn trước nhưng trước sức ép của U23 Việt Nam. Các cầu thủ Ubikitan dường như không giữ được bình tĩnh khi có những pha phạm lỗi và phản ứng thái quá, dẫn đến phải tiếp tục nhận thẻ vàng. Trong một pha phạm lỗi với Công Phượng ở ngoài vùng cấm địa, U23 Ubikitan đã phải nhận bàn thua một cách tâm phục khẩu phục. Phút 41, Công Phượng đi bóng trước vùng cấm địa và bị phạm lỗi ở cự ly cách khung thành đối phương khoảng 20 mét. Trách nhiệm được trao cho Quang Hải, và cái chân trái của cầu thủ này đã vẽ một đường bóng tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc xa khung thành. Không cho thủ thành đối phương cơ hội cản phá, bàn gỡ hòa đã mang lại cảm xúc khó tả cho người theo dõi trận đấu. Hiệp 1 của trận đấu có 4 phút đá bù giờ, nhưng hai đội đã ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1, 1. Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu muộn hơn. Do ban tổ chức phải cào lại tuyết ở mặt sân, đội U23 Ubikitan cũng đã phải thay trang phục thi đấu thành màu xanh để dễ quan sát. Trong hiệp 2 này, Ubikitan thay tiền vệ để gia tăng sức ép hỏng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha tấn công của U23 Ubikitan đều bị chặn đứng bởi thủ thành Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 48, Tiến Dũng đổ người cản phá một cú sút xa của cầu thủ Ubikitan. Sau khi tuyết được cào đi, mặt sân động nước khiến trơn trượt và những cú sút xa trở nên rất nguy hiểm không chỉ có thủ thành Tiến Dũng, mà cặp trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh cũng bọc lót nhau rất tốt, trong mỗi pha tấn công của đối phương. Phút thứ 54, thủ môn Tiến Dũng đã có pha cứu thua xuất sắc khi có pha đổ người nhanh như chớp, cản phá cú sút căng và cận thành của Sidico. Sau pha bóng đó, thủ thành Tiến Dũng càng thi đấu càng hay khi liên tục ra vào cản phá bóng, khiến mọi người đều rất yên tâm khi theo dõi trận đấu. Phút 58, Đức Trinh được đưa vào sân thay cho Đức Huy, việc thay người này cũng thể hiện rõ quyết tâm, kết thúc trận đấu trong 90 phút của huấn luyện viên Bát Hang So. Bóng được đẩy lên cao, phút 61, Văn Đức đón bóng bật ra từ vòng 16m50 và tung chân dứt điểm ở vị trí chống trải. Nhưng không đạt được sự chính xác. Dưới sân các cầu thủ U23 Việt Nam, càng đá càng thích nghi với mặt sân, còn trên khán đài cổ động viên Việt Nam. Vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình trên khán đài bất chấp thời tiết giá lạnh chưa một giây nào, khán đài trên sân thường trâu im tiếng kèn. Hay hô hào, từ những cổ động viên áo đỏ. Những phút cuối trận, Ubi tan dường như bế tắc, khi đưa bóng tới trước vòng 16m50. Không thành Việt Nam, đội bóng áo xanh cũng không dám đẩy quá cao đội hình, bởi e ngại những đường phản công của U23 Việt Nam. Bóng chủ yếu được lăn ở khu vực giữa sân, các cầu thủ tận dụng tất cả các cơ hội sút xa khi có thể. Phút 80, công phượng được cho ra nghỉ vào sân là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Như vậy, trận chung kết lịch sử này đã có sự góp mặt của hai anh em, Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng. Ở trận đấu này, tổ trọng tài bắt rất sát và không bỏ qua bất cứ pha bóng phạm lỗi nào của cầu thủ trên sân. Phút 82, một pha thoát tim đối với cổ động viên của U23 Việt Nam, nhưng may mắn, bóng đã bị tiền đạo đối phương đưa lên vọt xà. Trước sức ép của cặp trung vệ Việt Nam, ở tình huống này, bóng được căng ngang từ cánh trái rất khó chịu, khiến thủ thành tiên dũng không thể bắt dính. Bóng bật ra đúng chỗ vị trí tiền đạo Ujin Bêu đứng, nhưng trước sức ép của hậu vệ U23 Việt Nam, bóng bị đưa vỏ xà ngang không thành. Những phút cuối, U23 chịu một sức ép kinh khủng, khi bóng liên tục được dồn lên, huấn luyện viên bát hang so, cũng chỉ đạo các cầu thủ của mình lui về sân nhà. Để bảo vệ không thành, phút 87, Văn Thanh yêu cầu thay bóng thi đấu, điều này thể hiện việc các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất tự tin và am hiểu về luật thi đấu quốc tế. Trận đấu đi đến cuối hiệp với sự cẩn trọng của cả hai đội bóng. Hai hiệp đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1, lần thứ ba của giải đấu này U23 Việt Nam, kéo các đối thủ mạnh tới hai hiệp phụ. Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, bước vào hiệp đấu này, U23 Việt Nam gặp sự cố, khi Trung vệ Tiến Dũng phải ra sân, để bác sĩ chăm sóc do chảy máu miệng. Nhưng vẫn cố thi đấu. U23 Việt Nam phải thi đấu với 10 người trên sân. Trong hiệp phụ này, thủ thành tiên dũng, vẫn là chốt chặn an toàn cho U23 Việt Nam. Hiệp phụ thứ nhất không có nhiều tình huống nguy hiểm. Bước vào hiệp phụ thứ hai, dường như cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Nếu bước vào thi đấu Ben Nanti với U23 Việt Nam, nên đội U23 Ubikitan đã gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Huấn luyện viên Bát Hang So đã đưa Văn Đức vào thay Hồng Duy, đây là trận thứ bá các cầu thủ U23 Việt Nam, phải đá hiệp 120 phút. Nên việc xuống sức là điều không tránh khỏi. Phút thứ 115, Hà Đức Trinh suýt nữa lập công, với pha bay người đánh đầu. Từ đường kiến tạo của Xuân Trường, bóng đi đập đất và chạy cột dọc góc xa trong gang tấc. Phút 118, Ubikitan đưa Sido vào thay Sidiko. Và chính cầu thủ này đã có bàn thắng ngay sau đó, đưa U23 Ubikitan vượt lên dẫn trước bàn thắng được ghi vào những giây cuối cùng của trận đấu. Trong tài đã thổi còi kết thúc trận đó ngay sau đó ít phút. Trận đấu kết thúc với những giọt nước mắt của cả cầu thủ U23 Việt Nam. Lẫn U23 Ubikitan, một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Với kết quả này, U23 Việt Nam chấp nhận nhường cúp vô địch U23 châu Á. Cho U23 Ubikitan với tỷ số 1, 2.